Xin chào mọi người, mình là Groot đây. Groot có thói quen chơi game cả ngày. Dù căn phòng có bẩn đến mấy cậu ta cũng mặc kệ, uống sữa xong vứt vỏ ra sàn, tay bẩn thì bôi luôn ra ghế. Cứ như vậy Groot chơi game nhiều ngày. Ai ngờ đang chơi thì màn hình đỏ báo sắp hết pin. Groot biết rằng cần phải kiếm hai quả pin tiểu. Cậu ta đứng dậy mới biết mình đã ngồi mọc rễ ra ghế. Groot lục lọi trong đống phế liệu được một quả pin. Ai ngờ khi rút đầu tìm quả nữa, lại khiến cơ thể vô tình mắc vào một cái mũi nhựa. Đang lúc Groot hoảng sợ muốn tháo nó ra, lại phát hiện ra có thể dùng nó để ngửi. Groot tung tăng khắp nơi khám phá mọi thứ, bởi đây là lần đầu tiên cậu biết được mùi hương là gì. Ôi sao có cái mũi lại tuyệt vời đến thế. Cũng là lần đầu cậu biết đồ ăn có mùi thơm. Nhưng sự thật nhanh chóng và Groot sắp mặt lờ. Cái bồn cầu đen xì của cậu mùi thật khó chịu. Hơn nữa lâu ngày không tắm nách cũng hôi rình. Từ ngày có cái mũi suốt ngày bị hắt xì hơi. Đến khi Groot kiếm được pin để quay về phòng chơi tiếp, chợt phát hiện căn phòng bốc mùi kinh tởm. Không biết bao nhiêu lâu rồi cậu không dọn cái phòng này. Đúng lúc kinh hoàng cậu nhìn thấy cái chổi lau dọn. Groot vui sướng cầm nó lên, nhưng là để dùng nó cạy vứt đi cái mũi. Nhờ vậy cậu có thể yên tâm chơi game mà không bị mùi hôi thối làm phiền. Hôm sau Groot đang ngồi chơi búp bê, bất chợt có xe bán kem dạo bay qua cửa tàu vũ trụ của Groot. Nhìn những cái kem sô-cô-la mà cậu phát thèm, Groot chạy theo để mua nhưng túi chả có đồng xu nào cả. Chợt Groot phát hiện trong heo đất có một đồng xu. Ai ngờ khi dốc nó ra đồng xu lại rơi lăn xuống cống mất. Groot vội lấy máy hút bụi hút đồng xu lên, nhưng không lấy được xu mà Groot còn bị hút vào máy. Nhìn tàu bán kem ngày càng đi xa, Groot vội chạy xuống gầm bàn lấy được xu khác, lại chợt phát hiện nó chỉ là miếng bim bim thối lâu ngày. Lúc này Groot thấy một đồng xu trong máy gắp đồ chơi, cậu quyết tâm hết sức sẽ gắp được quả cầu đó. Kết quả Groot lao thẳng phá kính xông vào, ai ngờ đồng xu chỉ là miếng sô cô la khiến Groot tức muốn chết. Đến khi lấy được tiền thì tàu bán kem đã rời đi. Groot đau khổ liên tục đấm vào cửa kính, nhưng cậu không bỏ cuộc. Groot mau chóng mang theo đồng xu lên phi thuyền riêng, cậu tăng hết tốc lực đuổi theo xe kem dạo. Nhờ vậy Groot thoải mái có kem để ăn. Nhưng không phải Groot mua kem mà cậu đã phá hủy cả phi thuyền bán kem đó. Hôm nay Groot lang thang đi bộ trong rừng, bỗng cậu chợt thấy một quả trứng gì đó kỳ lạ, gõ gõ thử vài cái xem sao. Không ngờ quả trứng vậy mà nở ra một con chim ngộ nghĩnh. Chú chim mút tay Groot có vẻ là đã đói rồi, thế là Groot cho chú chim một viên kẹo. Loài chim này coi thứ nó nhìn thấy đầu tiên trên đời là mẹ, nên chú chim cảm thấy Groot như là mẹ của mình, bắt đầu ị bậy cho Groot phải dọn, rơi xuống bùn cũng bắt Groot phải chăm sóc. Để tránh chú chim chạy lung tung, Groot rất thông minh cho chú chim lên đầu. Thấy chú chim khát vội cho uống nước, thấy kêu nhiều lại phải cho ăn. Chăm sóc cả ngày dài Groot bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa chú chim nhỏ liên tục gào thét không chịu ngủ yên. Groot bực mình nhét luôn vào cái túi khóa lại. Cuối cùng thì cậu cũng được nghỉ ngơi một lát. Ai ngờ chưa kịp nghỉ đã có thêm nhiều con chim non tới nơi. Groot sợ hãi vội bỏ chạy tụt quần. Nhưng lũ chim không phải bám theo Groot mà nó chạy đến rúc vào lông chim mẹ. Chim mẹ mang đàn con bay đi, khiến Groot cảm thấy rất buồn vì phải xa chúng. Nhưng rất nhanh cậu hết buồn vì dẵng phải phân chim. Hôm sau Groot lái phi thuyền đến một hành tinh mới. Trên đường đi không quên pha cho mình một tách cà phê. Nhưng chưa kịp uống thì phi thuyền báo đã hạ cánh. Groot cẩn thận mặc áo ấm rồi mới ra ngoài. Hành tinh phủ đầy một lớp băng tuyết. Groot cứ vậy tha hồ mà chơi. Nhìn cây băng bên cạnh đẹp quá muốn tới dung thử chơi chơi. Ai ngờ nó rụng xuống cho suýt nữa đi đời. Nghĩ tới trò ném tuyết cậu cũng chơi thử. Sau đó lại tạo một hình nộm tuyết thật to. Vì để không khí thêm sống động, Groot tháo luôn phi thuyền lắp vào hình nộm tuyết, còn gắn cho nó cả quả tên lửa. Đấu điện xong một hình nộm tuyết cực đẹp đã hoàn thành. Nhưng khi Groot còn chưa kịp vui, hình nộm tuyết bất ngờ có ý thức, nó coi Groot là mục tiêu bắt đầu tấn công. Groot bỏ chạy tụt hết cả quần, lát sau cậu ném cục tuyết vào nó. Hình nộm liền tự đắp tuyết để trở nên lớn hơn, nhưng thay vì tấn công Groot nó chuyển sang phá hủy phi thuyền. Groot chợt nhớ hay là nó muốn chiếm cốc cà phê. Cậu vội độn thổ xuống tuyết nhưng không kịp, thế là cậu ném cục tuyết thu hút chú ý. Groot chợt nhận ra cách để hạ hình nộm này. Cậu nhắm chuẩn ném cục tuyết vào nút kích hoạt, hình nộm do vậy bị phóng lên trời nổ tung. Một mảnh sắt rơi xuống Groot tiện chân chơi trò trượt tuyết. Ai ngờ con robot kia vẫn còn thức tỉnh. Hôm sau Groot bay vào trung tâm nơi có đấng sáng tạo. Ở đây có một hạt giống vũ trụ được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu được trồng đúng cách sẽ tạo ra một vũ trụ mới, còn không sẽ hủy diệt vũ trụ hiện tại. Groot tò mò mở cửa đi vào. Không may dẫm phải cục đá lập tức khởi động cơ quan. Nhưng thay vì sợ chết, Groot lại coi đây như là một trò chơi. Thản nhiên bước qua máy chém như không có gì. Không may Groot dẫm phải một cơ quan nữa. Lập tức dung nham nóng chảy ra sắp phá hủy hạt giống. Groot nhìn bức vẽ trên tường, cứ nghĩ là cậu sẽ đi cứu hạt giống vũ trụ đang sắp bị đốt cháy. Ai ngờ cậu ta lại chỉ vẽ bậy lên tường. Đấng sáng tạo thật sự thấy lo lắng cho hạt giống. Nhưng quay sang đã thấy Groot ngủ ngon lành. Hết cách ngài đành dùng ánh sáng thu hút Groot đến chỗ hạt giống vũ trụ. Không ngờ Groot trực tiếp lấy cái kẹo làm hạt giống bị phá hủy. Vũ trụ chính thức sụp đổ sau hành động này. Một thời gian sau Groot sống lại từ trong đống đổ nát, tiếp tục cuộc hành trình phá phách mà đấng sáng tạo cũng không ngờ tới. Phim ngắn tới đây là hết mất rồi. Các bạn thấy sao thì cho vua phim biết nhé. Bye bye.